Chị có biết vi khuẩn đang đe dọa răng miệng của mình không? Dạ sao ạ? Vi khuẩn liên tục gia tăng không ngừng. Mời chị xem, đây chính là vi khuẩn gia tăng trong miệng chúng ta và là nguyên nhân chính gây nên các vấn đề về nướu. Nhưng sáng nào chúng ta cũng đánh răng mà. Hãy dùng thử côn gắt Toto giúp bảo vệ khỏi sự gia tăng của vi khuẩn suốt 12 giờ và giảm các vấn đề về nướu. Chị đã dùng thử côn gắt Toto chưa? Chắc chắn rồi. Và đây là kết quả của người dùng côn gắt Toto. Ít vi khuẩn hơn hẳn. Và tình trạng nướu được cải thiện hơn. Côn gắt Toto bảo vệ khỏi sự gia tăng của vi khuẩn suốt 12 giờ. Côn gắt, nhãn hiệu chăm sóc răng miệng hàng đầu.